Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 337 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn tập 337 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói nhắc đến Trung Nhạc. Giết một vị có thể gọi là đạo hữu của mình, nói với Trung Nhạc nhiều hơn vẫn là đau lòng. Huyền Cơ cũng biết hắn không chết dưới tay của Táng Linh Thần Vương, mà là dưới đao của Trung Nhạc. Nhìn thì có vẻ như Táng Linh Thần Vương tế đao, thế nhưng thực ra chính là Trung Nhạc tế đao. Lúc bấy giờ, một đao đấy kinh diễm tuyệt luân, khiến cho hắn không thể chống đỡ được. Vì thế, hắn mới nói câu cuối cùng: "Ngươi đã thắng ta." Hắn là cường giả cùng thời với Trung Nhạc, là một trong những số ít có thể đuổi kịp Trung Nhạc. Trung Nhạc trải qua rèn luyện sinh tử, tự cắt 200 năm mới tu thành đế cảnh, còn hắn cũng bất chi bất giác thành đế. Tuy hắn lặng lẽ nhưng chiến lực của hắn thậm chí còn hơn cả Táng Linh, tinh thông thần thông công pháp của các đời đại đế các tộc. Trong số các cường giả cùng thời có thể thắng được hắn, ngoài Trung Nhạc ra có lẽ cũng chỉ còn lại có Phong Hữu Trung. Ngay cả Hoa Thiến Mân, Âm Phiền Huyên cũng vẫn còn thua kém hắn một hai phần. Trung Nhạc vẫn có chút đau lòng, tự tay giết đạo hữu khiến hắn rất không nỡ, nhưng vẫn buộc phải làm. Câu nói cuối cùng của Huyền Cơ có lẽ cũng có một loại cảm giác chết vì đạo, không hề nuối tiếc. Đây có lẽ cũng là sự an ủi đối với Trung Nhạc. Đạo hữu của ta còn có được mấy người đây? Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Ngoài Phong Sư Huynh ra, chắc cũng chỉ còn ngươi, Mục Tiên Thiên. Cái chết của Huyền Cơ chính là điểm quan trọng để phá cục diện này. Có Huyền Cơ thì đại quân Trung Nhạc rất khó làm được gì, ngay cả khi có Mặc Ẩn điều tiết chiến trận, nhưng cũng không làm gì được. Nhưng Huyền Cơ chết là phá vỡ được sự cân bằng. 49 món tiên đạo chi bảo rơi là tả nhưng vẫn rất đẹp, bay qua bay lại giữa đại quân của 64 tòa thành. Thiên uy bùng nổ khiến cho bọn Bích Lạc Tiên Sinh phải rút lui liên tục. Đại quân chủ lực của Thiên Đình của Mục Tiên Thiên đã bị Trung Nhạc đích thân dẫn đại quân tổ đình đánh bại ở Thiên Đình, tử thương vô số. Quân đội hiện giờ chỉ là thần ma các tộc ở vũ trụ cổ mà Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế triệu tập. Không được trải qua chiến trận, không có kinh nghiệm, ở chiến trường lớn chỉ cần bại lui là bắt đầu hỗn loạn. Số thần ma mà thần ma nhị đế triệu tập tuy đông, thế nhưng có lúc cũng chưa chắc đã là việc tốt. Quân đội các trận xung đột lẫn nhau, đạp lên nhau, hỗn loạn bắt nháo. Thậm chí không ít thần ma chết trong tay người của phe mình, bị dẫm đạp chết trên đường bỏ chạy. Trong nháy mắt, Mặc Ẩn nắm được cơ hội này, chuyển đổi chiến trận, không phòng thủ nữa mà đổi thành trận thế toàn lực tấn công, lấy mạng của thần ma bên địch, sát thương đối thủ với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này, tiếng thủ và vang lên. Chiến trận hỗn loạn của Mục Tiên Thiên dần ổn định. Một nhánh đại quân do Bích Tà thần tộc tạo thành từ thần đế cung lao ra, tiếng thủ và vang lên khích lệ chiến ý của các quân, xoa dịu quân tâm. Bích Tà thần tộc. Mặc Ẩn ngạc nhiên, lập tức điều động nhân tộc ở thần ma Thái Cực Thành và đại quân Phục Hy Thị thần tộc vòng qua hai bên tiến thẳng tới hậu phương của quân địch, chuẩn bị tấn công thần ma Bích Tà thần tộc. Phong Vũ Kỵ điều khiển thiên ý đại não, điều động Thiên Ngục chi chủ và Đồ Úc chặn đường. Mặc Ẩn lập tức điều động Trác Long và Bỉ Sì, Bệ Ngạn 10 quân vượt qua Thiên Ngục chi chủ và Đồ Úc. Hai vị trí giả này thủ đoạn vô số, mỗi người đều điều một trận chiến đấu tới trở long đất lở. Mục Tiên Thiên thấy thế nhìn sang Bách Thảo Tiên Sinh. Bách Thảo Tiên Sinh có thể đi thu hoạch quả của ngươi được rồi. Bách Thảo Tiên Sinh là một trong hai vị thượng cổ đại đế thoát được từ đại chiến tổ đình và thiên đình, nghe thế cười ha hả, bay vào trong chiến trường không ngừng mà tiếp cận Bệ Ngạn đế. Ở bên kia, Hiên Viên Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn, Hình Thiên, những tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn thần nhân nhân tộc
hướng về Bích Tà thần tộc. Bên kia chiến trường lại là Phong Kỳ Khai, Phong Thường Thái dẫn đội quân Phục Hy thần tộc từ hai bên sắp công Bích Tà thần tộc. Đột nhiên mấy chục vị tế tự tiên thiên thần lao ra khỏi chiến trường. Những tế tự tiên thiên thần ở Bích Lạc Cung sao? Mạc Ẩn nhíu mày, lập tức truyền lệnh để cho Phong Kỳ Khai, Phong Thường Thái quay sang với công tấn công mấy chục vị tế tự tiên thiên thần kia, rồi chọn ra ba nhánh đại quân từ Hoa Tư Thị thập quân về công tiên thiên thần thánh. Vũ Đô Lang có nhận ra ta không? Vũ Đô Lang cũng ở trong số các tế tự tiên thiên thần đấy. Đang chém giết thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vọng tới. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy thủ lĩnh một nhánh đại quân Hoa Tư Thị là một nữ đế quân, ánh mắt nhìn hắn đầy nộ hỏa. Vũ Đô Lang khựng người lên cười khẩy: ta và Hoa Tư thần tộc không oán không thù, sao nhận ra ngươi được? Vị nữ đế quân đó vẫy tay, đại quân tràn tới bao vây quanh Vũ Đô Lang. Nàng cười khẩy: ta chính là Hoa Tư Thị nữ hi, tiền thế là tế tử tiên thiên thần, tên là Lê Dương Thần Quân, giờ chắc ngươi nhận ra rồi chứ? Lê Dương Thần Quân? Vũ Đô Lang ngẩn người rồi cười ha hả, cười tới ứa nước mắt. Lê Dương, ngươi chuyển thế thành nữ tử hay sao? Nực cười, nực cười, thật không ngờ ngươi lại thành nữ tử. Ta vẫn cứ tưởng ngươi chính là Dịch Tiên Sinh, khiến ta mấy lượt truy sát hắn, suýt nữa thì đã bị hắn giết rồi. Nữ hy thi triển lục đạo luân hồi sát trận, thần ma phía sau tạo thành vòng luân hồi thứ bảy của nàng. Vũ Đô Lang quát lớn: ngươi và ta là sinh tử đại địch, đã đấu vô số lần. Ngươi lần trước thua trong tay ta, giờ định dựa vào chiến tranh giết ta hay sao? Thất đạo luân hồi của nữ hy chuyển động, một đòn đánh xuống, nguyên thần của Vũ Đô Lang tan rã, nhục thân tan thành tro bụi. Mối hận diệt tộc giữa chúng ta, ngươi tưởng ta sẽ đánh một trận công bằng với ngươi hay sao? Nữ hy cười khẩy, thi triển sát trận chuyển sang tấn công các tiên thiên thần, thần ma khác. Bích Tà thần tộc đứng đầu là một vị đạo tôn uy phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Phong Hoài Ngọc đang lao tới. Đột nhiên hắn rung người, sau lưng hiện ra vô số Bích Tà đế quân, bùng nổ một luồng khí khó tả bằng lời, dẫn động thiên địa đại đạo. Hiên Viên và Hình Thiên kinh ngạc mà kêu lên: là thánh linh thể sao? Khí tức dẫn động thiên địa đại đạo rất giống với thánh linh thể. Họ từng thấy khí tức đặc biệt này ở Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên đối với mọi đại đạo của thiên địa đều rất thân cận, điều động bất cứ loại thiên địa đại đạo nào cũng rất dễ dàng. Vị đế quân của Bích Tà thần tộc này cũng làm được, thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Là giá? Phong Hoài Ngọc cười nói: nếu như hắn là thật thì ta cũng là thánh linh thể rồi. Khí tức trong cơ thể của hắn bùng phát, cũng là khí tức tương tự như thánh linh thể. Sáu quầng sáng sau đầu hiện ra, bên trong mỗi một quầng sáng là một Phong Hoài Ngọc, giống như phân thân mà cũng không giống phân thân. Trung Hiếu Văn cười nói: ta cũng có thể. Nói rồi thân thể lắc một cái, cũng phát ra khí tức giống như thánh linh thể vậy. Lão sư dạy ngươi sao? Hiền Viên sững người ảo não nói: vậy mà lão sư lại không dạy ta. Lão sư mà hắn nói chính là Phong Hiếu Trung. Hắn ta nghiên cứu rất sâu về thánh linh thể, thậm chí còn hơn cả Âm Phiền Huyên. Rõ ràng Phong Hoài Ngọc và Trung Hiếu Văn đều nhận được truyền thừa của Phong Hiếu Trung. Không chuyển cho ngươi vì ngươi không học được. Hình Thiên cười khẩy nói: học được ngụy thánh linh thể cần phải có thiên tư rất cao, còn ngươi thì quá kém. Hiên Viên nghe vậy đại nộ, cười khẩy nói: ngươi từ nhỏ đã theo lão sư nhiều năm như vậy rồi, ngươi học được chưa vậy? Ta cũng là đế quân rồi, cảnh giới đã đuổi kịp ngươi. Trong vòng nghìn năm ta chắc chắn sẽ thành đế, vượt qua cả ngươi. Mà không đúng, đối phương dùng tiếng thù và làm ảnh hưởng đến đạo tâm của chúng ta, khiến đạo tâm hỗn loạn, tàn sát lẫn nhau. Bạch Sư Thúc à, làm rối loạn ma âm đi. Đại quân nhân tộc đột nhiên hỗn loạn, các vị thần nhân đánh giết lẫn nhau, hạ sát thủ với người đồng hành, không chút nương tình, giống như kẻ thù của nhau vậy. Đây chính là biểu hiện cho thấy tiếng thù đã khống chế tâm trí của họ. Một vị bạch trạch đế quân đứng dậy, thân hình cao lớn, toàn thân trắng như tuyết. Quầng sáng thứ bảy sau đầu chuyển động là chú linh bí cảnh, cầm một cây ngọc tiêu lên thổi, trận trận ma âm nhấn chìm Bích Tà thần tộc. Ma âm của tù và ma âm chú linh đối đầu với nhau, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, dùng âm luật làm thần thông, khó lòng mà phân thắng bại. Vị bạch trạch đế quân này đã đạt tới trình độ đế quân viên mãn, vô cùng lợi hại. Hắn chính là Bạch Thương Hải. Vì cùng vai vế với Trung Nhạc nên Hiên Viên gọi hắn là sư thúc. Tu vi Bạch Thương Hải tiến bộ nhanh như vậy,
là vì sát nghiệp mà Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thần Hậu Đương Đương tạo ra quá lớn, quá nặng, ác vận quá sâu. Bạch Thương Hải và Kỳ Yên phu phụ họ cố gắng hết sức hóa giải ác vận, tu vi hai người tăng vọt bất ngờ, đều tới gần với đế cảnh nhưng vẫn chưa thể tiến thêm. Hiên Viên Thế Lỏng Quân đã ổn định, thất đạo luân hồi sát trận lại hồi phục chuyển động, lúc này mới yên tâm cho quân tiến tới. Là chú linh thể sao? Bích Tà Đế Quân cười khẩy, điều động thần nhân Bích Tà Thần Tộc tạo thành một tòa thất đạo luân hồi sát trận ra nghênh đón. Hắn cười khẩy nói: người cũng là hậu bối của ta, Trung Sơn Thị lại để những kẻ hậu bối các ngươi đối địch với ta, đúng là coi thường ta rồi. Cha ta từng có giao hẹn quyết đấu với ngươi đúng không? Trung Hiếu Văn tới phía trước, hắn cười nói: nhưng trước kia ngươi rất mạnh, còn giờ thì ngươi đã không phải địch thủ của cha ta nữa rồi. Đối phó với ngươi đâu cần phải cha ta đích thân ra tay đấy. Mấy tiểu bối bọn ta là đủ để bắt ngươi được rồi. Phong Hoài Ngọc từ bên cạnh đánh tới, hai vị tiểu tướng với chiến Bích Tà Đế Quân. Bích Tà Đế Quân phân thành 6, còn hai tiểu tướng, 1 chia 7, 14 vị thần nhân lao vào quyết chiến. Các vị Bích Tà Đế Quân lần lượt bị giết, Bích Tà Đế Quân hoảng loạn, cố gắng lao ra khỏi vòng vây. Thế nhưng lúc này, chú linh bí cảnh của Bạch Tương Hải bay tới, chụp xuống hắn. Bích Tà Đế Quân choáng váng, mắt không thấy gì, tâm không cảm nhận được gì, không phân địch ta, tấn công bừa, rồi bị 14 thần nhân hợp lực giết chết. Mục Tiên Thiên, người hạ độc giết nhân hoàng, hôm nay ta bắt ngươi phải đền mạng. Hiên Viên đang điều động đại quân giết quân đội của Bích Tà Thần Tộc, đột nhiên nghe tiếng gầm lớn, biết là không ổn, vội nhìn sang, quả nhiên thấy Hình Thiên đang gầm thét phẫn nộ, một tay cầm lá chắn, một tay cầm rìu, lao thẳng tới Thần Đế Cung. Khốn kiếp mà! Hiên Viên đại nộ, vội bay lên đuổi theo Hình Thiên. Không được đem quân tới đấy là bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong đầu của hắn như nổ tung, thân hình biến thành thần long lao đi, càng ngày càng gần với Hình Thiên. Hình Thiên vô cùng cao lớn, thái dương đại đạo trong cơ thể dần dần hồi tỉnh, cháy rực. Hắn lao thẳng về phía Thần Đế Cung. Tại nơi cao nhất Thần Đế Cung, Mục Tiên Thiên đứng trên vô số tinh cầu, cùng với Thiên và Thần Ma Nhị Đế đang quan sát chiến trường. Tiểu bối ngu ngốc mà! Mục Tiên Thiên nhìn xuống, đế khí ẩn hiện, không để tâm tới hắn. Trên đài cao đối diện, trung nhà quan sát toàn cục thấy Hình Thiên và Hiên Viên một trước một sau tiến về Thần Đế Cung thì nhíu mày. Đột nhiên Phong Hữu Trung nói: ta đưa ra thì ta sẽ đưa về. Nói rồi hắn xuống dưới tiến vào chiến trường. Thiên nở nụ cười nhìn bọn Minh Di Đế: chư vị, các vị có thể đi giết Tiểu Đạo Tôn được rồi. Ở bên kia, Trung Nhạc nhíu mày nói với tiểu lão đầu nhỏ thó ở bên cạnh: tối, ngươi đi theo Phong Sư Huynh. Phục Thương nhún người đi. Thiên nhìn Địa Sư Thần Vương cười: Địa Sư, ngươi cũng dẫn quân đi đi, chỉ cần ngươi kích sát thủ lĩnh quân địch. Xem lâu như vậy rồi, chắc ngươi biết đầu não của quân địch là ai rồi chứ. Địa Sư Thần Vương gật đầu, dẫn theo 20 vị tiên thiên thần ma ra khỏi Thần Đế Cung. Thần Ma Nhị Đế, đợi khi Địa Sư Thần Vương và Minh Di Đế vào trong chiến trường, các ngươi lập tức điều khiển thần ma đại đạo để thất đạo luân hồi đại trận của kẻ địch mất tác dụng đi. Thiên nhàn nhã nói. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhìn nhau tiến về phía trước. Hình Thiên lao vun vút tới, mấy người Minh Di Đế lướt qua hắn coi như hắn là vô hình. Mấy Tiên Thiên Thần Ma bọn Địa Sư Thần Vương cũng mặc kệ cho hắn, lao tới Thần Đế Cung. Tiểu Đạo Tôn xác lập thất đạo luân hồi lại trẻ như vậy hay sao? Mấy người Minh Di Đế đột nhiên dừng bước lại, dùng một loại trận pháp đặc biệt để mà đứng vững. Vị trí của mỗi người khác nhau, nhìn Phong Hữu Trung từ chiến trường phía trước tiến lại. Cho dù chiến trường sát phạt ác liệt, nhưng vị trung niên nam tử này vẫn như và trốn không người, không hề bị chiến trường ảnh hưởng bất cứ điều gì cả. Các vị thượng cổ đại đế đều kinh ngạc, Minh Di Đế tán thưởng: Phong thị, thiên tài đời nào cũng có, Phục Môn Đạo Tôn ở tuổi ngươi chưa xác lập được lục đạo luân hồi. Phong Hữu Trung dừng bước lại, đánh giá vị trí của họ cũng ngạc nhiên: đạo giải thần thông sao? Minh Di Đế mắt sáng lên khen ngợi: người cũng biết đạo giải ư? Biết một chút thôi. Phong Hữu Trung thản nhiên nói. 82 vị thượng cổ đại đế Minh Di Đế đứng theo phương vị vô cùng đặc biệt, trên dưới đan sen tạo thành hình lập thể, thậm chí có những người trùng lên nhau. Tuy đứng cùng một vị trí, thế nhưng một người đứng ở thế giới thực, còn người kia là đứng trong luân hồi, trùng lên nhau thế nhưng không hề gặp nhau. Vị trí của họ đứng thật ra là lượt đại diện cho những thế giới khác nhau.
có cái tượng trưng cho vũ trụ cổ, khởi nguyên của lục giới, có cái tượng trưng cho tử vi tinh vực, nơi ở của chư thần, có cái lại tượng trưng cho lục đạo giới, nơi ở của sinh linh hậu thiên, có cái thì tượng trưng cho hư không giới, nơi ở của linh hồn, cũng có cái tượng trưng cho đạo giới, thuần đạo, còn có cái tượng trưng cho khu luân hồi thứ 7. Điểm đặc biệt lớn nhất của môn thần thông này chính là thống nhất đạo pháp thần thông của lục giới lại. Dù là hư không giới hay đạo giới hay như khu luân hồi thứ 7 thì đều nằm trong thần thông. Đạo giải, giải đạo, giải mọi đạo, phá giải, phân tích bất cứ đại đạo nào, không còn gì gọi là bí mật cả. Mục đích sáng tạo ra môn thần thông này không phải là để đối phó với tiên thiên thần ma, mà thực ra mục đích của nó chỉ có một, chính là đạo thần. Giải đạo của đạo thần, từ đó giết chết đạo thần. Đạo giải thần thông tức là thần thông tương lai. Khi khu thứ 7 của luân hồi chưa được mở ra thì loại thần thông này thuộc về tương lai, chỉ có thể thi triển khi lục giới đều đã được mở. Lục giới đại nhất thống trong luân hồi, cưỡng ép thi triển chắc chắn sẽ như bọn tiêu giao đế, trí tuệ đế, thân tử đạo tiêu, hồn tiêu phách tán. Giờ khu thứ 7 của luân hồi đã được mở ra, cấm chiêu đạo giải trước kia cuối cùng đã không còn gánh nặng như trước kia nữa, có thể yên tâm sử dụng. Mình dự đế, có cần giúp không? Địa sư thần vương dẫn 21 vị tiên thiên thần ma tiến lại, đột nhiên dừng bước. Địa sư thần vương nghiêng đầu đánh giá Phong Hữu Trung. Thực lực của tiểu đạo tôn cũng không tầm thường, xác lập thất đạo luân hồi, có điểm thần dị, chúng ta có bắt được hắn còn chưa chắc đâu. Minh Dư Đế lạnh nhạt nói, địa sư, ở đây không có việc của ngươi. Địa sư thần vương cười khẩy, dẫn các tiên thiên thần ma vào chiến trường. Một tiểu lão đầu che mặt đi qua bên cạnh của họ. Địa sư thần vương bọn họ không để ý, một vị thần vương đột nhiên ra tay, chỉ tay vào gáy của tiểu lão đầu kia. Thế nhưng lúc này, gáy của tiểu lão đầu bắn ra các quầng sáng, chặn tay hắn lại. Là một cao thủ sao? Thần vương kia kinh ngạc, định ra tay tiếp, thế nhưng địa sư thần vương đã trầm giọng nói. Không cần phải làm những việc thừa thãi, giao cho mình gì đấy bọn họ là được rồi. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Vị thần vương kia thu ánh mắt về, nói nhỏ. Mấy quầng sáng vừa rồi, hình như có phần quen thuộc, hình như chúng biết chúng ta. Cuối đời Phục Vân đạo tôn, tự cảm thấy tính mạng không còn lâu, sợ sau khi mình chết đạo thần làm loạn, không ai trị được, nên lệnh cho 1200 chư đế nghiên cứu khu thứ 7 luân hồi, sáng tạo ra đạo giải thần thông. Mà lúc bấy giờ, Minh Di Đế nhìn Phong Hữu Trung nói, mục đích của đạo giải thần thông chính là để kích sát đạo thần. Chúng ta sau 3000 năm nghiên cứu, cuối cùng cũng có thành tựu. Nhưng đại biến xảy ra, địa ký bị hủy diệt, chúng ta cũng lưu lạc bên ngoài. Người chết, người thì lê tán, người bỏ cháy, người ẩn trốn, người thì bị bắt đi. Cuối đời đạo tôn, tình hình thay đổi, tính tình cũng thay đổi, giết 3000 vị đế, nhưng không một ai trong số những người nghiên cứu đạo giải thần thông bọn ta bị chết cả. Chắc đạo tôn cũng muốn giữ bọn ta lại, giữ lại đạo giải thần thông, không nỡ để nó thất truyền. Các đại đế khác gật đầu, tóc bạc bay phấp phới, cảm khái vạn phần. Đạo giải thần thông chúng ta vốn dĩ sẽ không tái hiện, nhưng mấy trăm năm trước chúng ta ở trong thiên ngục cũng cảm nhận được dao động đáng sợ của đạo giải mà các đạo hữu tiêu giao đế thi triển. Một vị đại đế giả nua, người run rẩy nói, khi họ thi triển đạo giải, khu luân hồi thứ 7 chưa được mở ra, chắc chắn đã hóa đạo. Đạo hữu của chúng ta ít đi không ít, nhưng được gặp tiểu đạo tôn, tiểu đạo tôn cũng biết đạo giải, khiến những lão giả như bọn ta vô cùng được an ủi. Nhưng tiểu đạo tôn chỉ có một, còn đạo giải thì là đế kích chi thuật, cần chư đế liên thủ mới thi triển được. Một vị đại đế tóc bạc khác cười nói, tiểu đạo tôn có cách nào thi triển đạo giải đối chắn với chúng ta không đây? Chư vị đạo huynh yên tâm, đạo giải thần thông của ta nghiên cứu có một chút thôi, tuy chỉ một mình nhưng cũng thi triển được. Phong Hữu Trung bỗng thấy kính trọng những lão giả này. Các quầng sáng sau đầu hiện ra, lập tức hiển lộ chư thiên tinh không, tinh tú luân hồi. Trên những vị tinh tú đầy trời kia đều có một vị thần nhân đứng sừng sững, chân dẫm lên tầng tầng tinh quang. Trên các tòa tinh vực, đồng thanh nói, có thể luận đạo với đạo hữu đúng là vinh hạnh. Chư vị đại đế sắc mặt nặng nề nhìn quầng sáng sau đầu của hắn. Bố cục tinh tú bên trong đó và bố cục thần nhân trên những tinh cầu kia chính là điểm ẩn chứa sự tinh diệu của đạo giải thần thông. Rõ ràng vị tiểu đạo tôn xác lập thất đạo luân hồi này có nghiên cứu không hề sơ sài về đạo giải thần thông. Nếu đã vậy,
Các vị đại đế tóc tung bay, khí thế càng ngày càng mạnh. Đạo giải thần thông đang khởi động, khí thế khủng bố đang ngưng tụ, chỉ đợi bạo phát. Khoan, khoan đã. Tiểu lão đầu kia tiến lại, giọng nói có phần run rẩy, tiến tới giữa Phong Hữu Trung và mấy người Minh Di Đế. Trong giọng nói mang vài phần sợ hãi, run rẩy nói: Mình gì? Các ngươi còn nhớ ta không? Hắn gạt mái tóc bạc rối bù lên, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn. Nếp nhăn run rẩy, cố gắng nở nụ cười vô cùng khó coi. Chư vị thượng cổ đại đế đều xuống lại. Minh Di Đế do dự nói: Là Khởi Minh hoàng tử sao? Là ta. Thân thể của Phục Thương càng thấp hơn, càng nhỏ hơn. Hắn lắp bắp nói: Là ta. Chư vị có thể nể mặt cha ta dừng căn qua không? Chư vị thượng đế, đại đế thượng cổ chần chừ, có chút do dự. Minh Di Đế lạnh nhạt nói: Hoàng Thái Tử, Địa Kỷ đã không còn nữa rồi, Đạo Tôn cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn nhắc lại câu chuyện xưa cũ nữa sao? Ngươi đã làm gì chắc tự biết được. Cục thế đang tốt bại trong tay ngươi. Nếu năm đó ngươi hạ quyết tâm triệu tập bọn ta quyết chiến một trận, thì với thực lực của bọn ta có thể chấn nhiếp đạo thần, thần vương, đâu đến nỗi như bây giờ. Một vị nữ đế da sầm sùi, lộ ra vẻ không nỡ nói nhỏ: Minh Di sư huynh, hắn đã rất thảm rồi, ngươi hà tất? Minh Di Đế lạnh lùng nói: Hắn thảm sao? Hắn thảm hơn chúng ta hay sao? Thảm hơn Phục Hy thần tộc hay sao? Có thảm được hơn những đồng đạo theo đạo tôn hay không? Đến giờ hắn còn không đứng dậy được, nhu nhược như vậy, không xứng để nói chuyện với chúng ta. Người có bản lĩnh thì đứng thẳng, nhìn vào mắt ta nói chuyện với bọn ta kìa. Phục Thương cố gắng đứng thẳng dậy, thế nhưng rồi lại cúi xuống, nước mắt giàn giụa. Minh Di Đế lộ ra sự thất vọng, cười nói: Hổ phụ sinh ra quyền tử, hổ phụ sinh quyền tử, người ấy mãi mãi không thể gượng dậy được. Khởi Minh Thái Tử, người lui đi. Những lão giả bọn ta lần này không phải là vì Phục Hy thần tộc, cũng không phải vì thời đại Địa Kỷ, mà là vì sự tự do của bản thân, cũng là vì đạo, giao lưu với tiểu đạo hữu vì đạo. Nếu chết vì đạo cũng không có gì hối hận cả. Đầu của Phục Thương gần như chạm đến chân, cố gắng đứng thẳng lưng dậy mà không thể. Hắn run rẩy nói: Ta cút. Minh Di Đế nộ phát xung quan, quát lớn: Người cút ra cho ta. Phục Thương trầm mặc di chuyển thân người. Minh Di Đế khinh bỉ nhìn hắn, chậm chậm liền rời đi, càng thêm thất vọng, lạnh lùng nói: Người cũng xứng với họ Phong hay sao? Phong Hữu Trung đột nhiên nói: Hoàng Thái Tử, giúp ta một chuyện, kéo đệ tử và bộc nhân của ta tới đây. Phục Thương không nói gì, cúi đầu tiến về Thần Đế Cung. Sau lưng của hắn, dao động đáng sợ bạo phát, những tiếng nói giả nua tụ tập lại thành hồng lưu chấn động chiến trường, chấn động tinh không. Khí tức của họ khuấy đảo phong vân, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đạo giái. Bên còn lại khí tức tương tự cũng bùng phát, dao động khủng bố tương tự cuốn qua chiến trường. Đó là tiếng nói của trung niên nam tử, dường như có tiếng của vô số người trùng lặp với nhau. Lý giải về đại đạo, về đại nhất thống, biến thành tri thức khó tả thành lời, biến thành thần thông và uy năng khó tưởng. Đạo giái. Uỳnh uỳnh. Cả chiến trường rung chuyển, vô số đạo lưu quang khiến thời không điên đảo, các loại thiên địa đại đạo va đập rồi tan rã. Thời không hiện ra kết cấu nhỏ nhất, thậm chí thời không cũng đang tan rã. Chiến trường kéo dài mấy chục tinh hệ, hàng trăm triệu vạn thần ma đang chém giết, có tới trăm tòa thất đạo luân hồi đại trận, vô số con thuyền lớn, vô số tòa phi thành, thần sa bảo loan, thần binh ma, thần binh, trong khoảnh khắc này bỗng đều tĩnh lặng. Sức mạnh đại đạo cũng tan biến trong dao động của đạo giải. Luồng dao động đáng sợ đấy khiến cho mọi thứ trở nên yếu ớt dị thường. Thần ma cũng trở nên nhỏ bé, chỉ có ánh sáng chói lòa của bầu tinh không. Hậu thiên thánh thần nắm giữ sức mạnh vô cùng đáng sợ. Bên trong Thần Đế Cung, thần ma nhị đế kinh thán. Tiên thiên thần đế và ma đế nhìn nhau cùng đồng thanh: Chính là lúc này đấy. Thân thể hai vị thái cổ thần vương càng thêm vĩ đại nguy nga, càng ngày càng cao lớn, thò hai bàn tay ra sau đầu là các quầng sáng chuyển động. Nguyên ma, nguyên thần, đại đạo sở quy, vạn ma quy tông, vạn thần quy tông. Dưới sự xung kích của đạo giải, các tòa sắt trận trong chiến trường dừng lại trong chốc lát, khiến cho uy năng của các tòa thất đạo luân hồi sắt trận suy yếu. Luồng xung kích này còn chưa tiêu tan hết, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế lập tức nắm giữ mọi thần ma đại đạo, khiến cho toàn bộ thần ma tu thần tu ma đều mất kiểm soát pháp lực về đại đạo, không giữ ổn được tâm thần,
trong đầu đầy sự kính sợ, thần phục với nguyên thần, nguyên ma. Đó chính là uy năng của thần tổ và ma tổ. Thiên thì là nụ cười, nụ cười đấy như nhật nguyệt cùng xuất hiện. Nhật nguyệt giống như mắt hắn, hoàn toàn hình thành hình bán nguyệt. Tà đế đâu? Hắn cười lên tiếng. Đột nhiên tà đế hồi sinh tiến tới. Chí tà chi đạo ập tới chiến trường. Các loại ác vận, khổ nạn, nhân tố tiêu cực bao phủ chiến trường, khiến cho toàn bộ thần ma mất đi chiến lực, nhục thân bị suy bại, đạo tâm tan rã, nguyên thần cũng mất đi kiểm soát, linh hồn bắt đầu thối rữa. Giờ đệ sư thần vương bọn họ có thể kích sát tất cả thủ lĩnh quân địch được rồi. Thiên cười, mà lúc này hình thiên một tay cầm lá chắn, một tay cầm rìu, chạy tới bậc thang thần đế cung. Đang chạy lên trên, gầm lên phẫn nộ. Mục tiên thiên, nạp mạng đi. Mục tiên thiên sắc mặt thản nhiên, một đạo tiên thiên chi khí rơi xuống, phập một tiếng, hình thiên liền mất đầu. Hình thiên không đầu vẫn cầm vũ khí lao tới, hai đầu ngực làm mắt, hung hăng đáng sợ, lao tới thần đế cung. Ta phải báo thù cho Viêm Hoàng. Mục tiên thiên đang định giết hắn, nghe thế tim khẽ run lên. Khương Nghi lão sao? Nếu không hạ độc hắn thì Tử Quang vẫn còn sống rồi. Đạo tâm của nàng ta cho dù vô cùng vững chãi, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có phần lay động. Nếu như nàng ta không hạ độc thủ Khương Nghi Kỳ, nếu như Tử Quang quân vương vẫn còn sống thì có lẽ thiên hạ của nàng vô cùng vững vàng. Chính trong một khoảnh khắc, nàng ta phân thần, hiên viên đuổi kịp hình thiên, ôm lấy hắn kéo về phía sau. Mục tiên thiên rất nhanh thanh tỉnh lại, chút yếu đuối trong đạo tâm biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn hiên viên động nộ. Nhân hoàng sao? Lại là một nhân hoàng. Nàng ta lòng sinh sát cơ, một đạo tiên thiên chi khí nhằm thẳng hình thiên và hiên viên đánh tới. Đúng lúc này, một lão giả thân hình nhỏ thó đưa tay tóm lấy đạo tiên thiên chi khí kia, khẽ vặn vỡ tan. Cuồng sáng sau đầu chuyển động, cuốn lấy hình thiên và hiên viên, kéo họ vào trong nguyên thần biết cảnh của hắn. Hình thiên giãy ra khỏi tay hiên viên, phẫn nộ quát lên. Cút ra cho ta, ta phải giết hắn ta. Hiên viên lao về phía trước, hình thiên lại đánh bật hắn ra, cười khẩy. Người dám ngăn ta, ta chém ngươi. Sơn hà lưu chuyển, vạn ban khứ, hằng cổ bất động, ấn như thiên. Lão giả kia nghe một câu, đạo ấn chấn động, xoa dịu đạo tâm của hình thiên, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Phục thương sao? Tiếng của thiên vọng tới. Hằng cổ bất động ư? Người cũng có thể hằng cổ bất động được sao? Ấn pháp này, ngươi tự mình không thể không ổn định được đạo tâm, không tự cứu được thì sao cứu được ai khác đây? Phục thương run lên, thấy các vị thần vương trong thần đế cung lao về phía hắn. Phục thương à, phục thương, cái danh hiệu này là ta đặt cho ngươi, đại diện cho cái chết yếu của phục khí, là muốn ngươi nếm mùi vị ác quá mà ngươi tạo nên kìa. Tiếng của thiên vọng tới, giống như hồng thủy manh thú đánh sập đạo tâm của phục thương. Hắn cười. Ta nhốt ngươi trong thiên ngục cho ngươi không quên được mọi thứ mà ngươi đã từng làm. Giết ngươi đơn giản chẳng có gì thú vị cả, nhưng phá hủy đạo tâm của ngươi, phá hủy tâm linh của ngươi thú vị hơn nhiều. Thật không ngờ ngươi vẫn dám tới cứu người, đúng là thú vị, đúng là đáng thương mà. Đạo tâm của phục thương gần như sụp đổ khi thiên nói ra câu này, đã dùng tới âm luật thần thông. Tiếng của thiên truyền vào tai hắn, tạo nên trong đầu hắn vô số hình ảnh thê thảm của phục khi thần tộc khi bị hủy diệt ở thời đại địa kỷ, tạo nên hình ảnh phục thương trách tội phục môn đạo tôn, trách hắn dẫn động thần ma đại loạn, nhân cơ hội giết chư đế, trách hắn ngu ngược. Thậm chí thiên tạo ra hình ảnh bí mật nhất trong nội tâm, trong ký ức của hắn, đó chính là cảnh khi phục môn đạo tôn chết đi. Vị lão đạo tôn đó chết không nhắm mắt, vẫn đang đợi con trai mình tới phó thác hậu sự cho hắn, nhưng hắn lại đứng bên ngoài điện chứ không vào. Tiếng của thiên còn tạo nên cảnh tượng đại táng phục môn đạo tôn, vô số chiến thần phục khi hộ tống linh cữu tới tổ tinh an táng, thế nhưng phục thương không tới đưa tiễn. Giết người phải giết tâm trước. Lúc này thiên đang hủy hoại nội tâm của phục thương, hơn nữa khiến phục thương tự giết chết đạo tâm của chính mình. Phục thương run rẩy càng ngày càng kịch liệt, tiếng thì khàn lại, ấn pháp cũng run rẩy. Đấu chuyển tinh di thiên hà lạc, hằng cổ bất động đạo tâm. Hắn gần như đã sụp đổ, sự dằn vặt và tự trách nhấn chìm đạo tâm của mình. Hằng cổ bất động ấn cũng không thể ổn định đạo tâm của hắn được, không thể áp chế xu hướng tan rã của đạo tâm. Phục môn đạo tôn truyền thụ cho hắn hằng cổ bất động ấn chính là biết đứa con này của mình có thiếu sót trong đạo tâm. Tuy đại ái thế nhưng không có nguyên tắc, sau này chắc chắn sẽ bị đại nạn giày vò, đạo tâm sẽ bị đánh sập. Vì thế đạo tôn mới vì hắn mà sáng tạo ra thần thông ổn định đạo tâm,
bảo vệ đạo tâm cho hắn. Nhưng giờ hắn sắp phá hủy đạo tâm của mình rồi. Một vị thần vương lao tới, sáu cánh giống như sáu cây thần đao chém xuống. Vị thần vương sáu cánh đó thân hình bay lượn, cánh chém liên tục lên trên người của Phục Thương. Huyết quang bắn ra không ngừng. Phục Thương hai mắt vô thần, cánh tay cua loạn để đỡ, thần thông cũng hỗn loạn, không còn bao nhiêu uy lực, miệng phát ra những câu chữ lộn xộn. Thần hữu cố khứ giang sơn tái, hằng cổ bất động thủ thế gian. Ta không làm được, ta không làm được, phụ hoàng. Các thần vương mặt lạnh tanh lao tới bao vây lấy hắn. Mà trên thần đài, trung nhà quan sát chiến trường khẽ nhíu mày. Để ta đi. Lôi Trạch của thần đứng dậy, cầm tiên thiên quả thụ lên. Trung Nhạc lắc đầu. Đại nhân, hãy khoan. Tướng vương, người đối phó với bọn địa sư thần vương chắc không khó chứ? Tướng vương thở ra cười. Cũng may là dễ đối phó thôi. Nói rồi, hắn cầm thiên hà bay lên, lao vào chỗ bọn địa sư thần vương. Trung Nhạc ánh mắt lay động nói. Càn Đô sư huynh, đạo tâm của tôi đã loạn rồi, huynh đi kêu hắn đi. Càn Đô thần vương do dự một chút rồi cũng gật đầu. Vậy ta đi một chuyến. Nói rồi, trên đỉnh đầu hiện ra 19 tầng trời, tiến về phía Phục Thương. Thần hậu nương nương ngạc nhiên. Ngươi lại để Càn Đô đi sao? Tối đang ở gần thần đế cung, mà thiên ở ngay đấy. Nếu như thiên nhân cơ hội này ra tay giết Càn Đô, thì e là đã đưa mỡ tới miệng mèo rồi. Ta chính là muốn dụ thiên ra tay. Trung Nhạc cười nói. Đại nhân, nương nương, hai người đối phó với thần ma nhị đế, chắc chắn thiên sẽ không đích thân ra tay, mà sẽ để cho thần ma nhị đế ra tay. Cũng là muốn dụ hai người ra, rồi nhân cơ hội giết Càn Đô, thôn phệ Càn Đô. Lôi Trạch của thần và thần hậu nương nương đứng dậy. Lôi Trạch của thần cười nói. Chỉ e là chúng không dám xuất diện. Bọn ta đi đối phó với thần ma nhị đế, vậy còn tà đế thì sao? Tà đế sẽ có cường giả đối phó với hắn. Trung Nhạc mỉm cười, giơ tay tế phù tang thần thụ, khẽ ném vào chiến trường. Phù tang thần thụ là thiên địa linh căn, rơi vào chiến trường lập tức quả quang bùng phát, chiếu sáng vô số tinh cầu. Trung Nhạc cúi người lại, phù tang thần thụ uy năng bùng nổ, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tà đế đang làm phép dẫn trí tà chi khí xâm nhập chiến trường, bị hỗn độn hỏa của phù tang thần thụ thiêu đốt, tà khí lập tức không xâm nhập được. Có điều, tuy phù tang thần thụ có thể đối kháng với tà khí của tà đế, thế nhưng không thể ngăn chặn được tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế hàng phục thiên hạ thần ma đại đạo, cục thế vẫn vô cùng nguy hiểm. Trung Nhạc hướng lòng bàn tay úp xuống chiến trường, hét lớn. Mẫu hoàng còn không hiện thân đi, không muốn một nửa thiên hạ này hay sao? Uỳnh uỳnh. Vô số côn thần mẫu thần từ trong khu thứ bảy luân hồi trực tiếp xông vào trong chiến trường. Đại quân côn tộc của mẫu hoàng đại đế vẫn luôn ẩn mình trong khu luân hồi thứ bảy. Hàng trăm triệu vạn côn thần mẫu thần chờ đợi để được giết chóc. Chỉ là mẫu hoàng cũng đang đợi Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên lưỡng bại câu thương để nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Tư Mệnh đang ở trong khu luân hồi thứ bảy, nắm giữ vãng sinh thánh địa và vãng sinh luân, khiến đại quân Mục Tiên Thiên không dám vào khu luân hồi thứ bảy, nên mẫu hoàng đại đế mới giấu được đại quân ở đấy. Vì không gian của vũ trụ cổ và khu luân hồi thứ bảy trùng lên nhau, cho dù cất giấu trăm triệu vạn côn thần thì thần ma ở vũ trụ cổ cũng không thể phát giác ra được. Lời nói của Trung Nhạc không khiến cho mẫu hoàng đại đế xuất hiện. Trưởng của hắn đã thông khu luân hồi thứ bảy và vũ trụ cổ, khiến cho bức vách chắn khu thứ bảy biến mất, khiến đại quân của mẫu hoàng hiện thân tiến vào chiến trường, buộc mẫu hoàng đại đế phải chiến đấu. Thần thông rất hay. Mẫu hoàng đại đế kinh ngạc, cười khanh khách. Đế Nhạc, hà tất phải bá đạo như vậy? Tiếp thân không phải đã xuất hiện rồi hay sao? Trung Nhạc ngồi trên thần đài, hắn cười nói. Mong đạo hữu hãy đấu với tà đế. Mẫu hoàng đại đế hạ lệnh cho đại quân tiến về phía đại quân của thiên đạo thân, còn mình nhìn tà đế cười. Tiên thiên tà đế sao? Thần vương đáng thương, chỉ vài trăm năm mà chết đến hai lần, giờ chắc là chết lần thứ ba đấy. Tà quang trong mắt của tiên thiên tà đế nhấp nháy, thân người phát run lên, phía sau lập tức xuất hiện vô số tà nhãn, hắn cười nói. Mẫu hoàng đạo hữu, tuy tu vi của ta bị tổn hại, nhưng ngươi cũng không địch lại được đâu. Ngươi già rồi, không đánh được nữa rồi. Ngươi và Phục Khí Thị có giao ước đúng không nào? Ngươi tưởng Phục Khí Thị sẽ thật sự tuân thủ giao ước hay sao? Đợi khi ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết chỉ toàn là công cốc mà thôi, ngươi chẳng được cái gì cả. Từ lâu đã biết tà đế giỏi khiêu khích rồi, thế nhưng ngươi đừng hòng làm dối đạo tâm của ta được. Mẫu hoàng đại đế lao tới, nàng cười nói.
giao ước của ta và Đế Nhạc là khế ước hỗn độn, hắn không thể làm trái được. Tiên Thiên Tà Đế nhàn nhã nói, nếu ngươi chết rồi thì khế ước hỗn độn có còn hay không? Phục khi thế, lợi dụng ngươi xong sẽ giết ngươi. Ngươi chết thì hắn còn cần tuân thủ giao ước nữa không? Mẫu Hoàng, ngươi đúng là ngây ngô, đần độn, ngây thơ đến nực cười. Mẫu Hoàng Đại Đế khẽ thoát tim, đột nhiên vô số tà nhãn tụ lại, một đạo tà quang bắn ra, phụt một tiếng, xuyên qua ngực của nàng ta. Thoát xác. Mẫu Hoàng Đại Đế vội vàng bỏ chạy, để lại một cái vỏ. Cái vỏ đấy lập tức bị tà quang bắn nát, mảnh vỡ cũng biến thành dịch lỏng. Trong Thần Đế Cung, sắc mặt trắng như tờ giấy của Thiên đột nhiên hiện lên vô số đường rối loạn, rõ ràng thiên tâm của hắn đang rối bời. Cản đô xuất động rồi, lương thực của ta, mắt xích quan trọng trong kế hoạch Tiên Thiên. Thần Đế Ma Đế, cùng ta bắt lấy Cản Đô nào. Thần Ma Nhị Đế đứng trước Thần Đế Cung, nghe thế lập tức bay lên, từ Thần Đế Cung lao về phía Cản Đô Thần Vương. Cùng lúc đấy, tiếng long ngâm vọng tới, một cây Tiên Thiên quả thụ với 99 quả Tiên Thiên thần quả nhằm Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế quét tới. Sau khi Lôi Trạch và Thần Hậu xuất động thì chỉ còn lại Phục Khí Thị. Vô số đường hỗn loạn trên mặt Thiên nhanh chóng hồi phục bình thường, hắn kể nói, Mục Tiên Thiên, người chấn thủ ở đấy, ta đi thôn phệ Cản Đô, nếu còn địch xuất hiện thì ngươi cùng thao quang chặn lại. Mục Tiên Thiên khẽ gật đầu, Thiên đứng dậy. Đột nhiên thiên đạo vũ trụ từ Thần Đế Cung cuộn xuống dưới, trên đường đi nuốt hết mọi thứ vào trong vũ trụ thiên đạo, tiến thẳng về hướng Cản Đô. Cản Đô Thần Vương đang bảo vệ cho Phục Thương, đột nhiên trước mắt hoa lên, thiên tượng đột biến, cùng cả Phục Thương và những thần vương đang bao vây lấy hắn rơi vào trong vũ trụ thiên đạo. Hắn ngẩng lên thì thấy vô số bầu trời lơ lửng trong vũ trụ đặc biệt này. Bắt được ngươi rồi, Cản Đô đạo huynh. Những bầu trời đấy đồng thanh lên tiếng. Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, một nửa của ta, một nửa Tiên Thiên. Cản Đô à Cản Đô, ta và ngươi vốn là một thể, Tiên Thiên hậu thiên, hợp thế mới là đạo thần. Mau, mau cùng ta dung hợp nào. Cản Đô Thần Vương sắc mặt của quái thở dài. Thiên, không phải ngươi bắt được ta, mà là Đế Nhạc bắt được ngươi rồi. Ra đi. Vô số cỗ hắc quan khổng lồ từ trong nguyên thần biết cảnh của hắn bay ra, lần lượt đáp xuống, dựng thẳng trên mặt đất. Răng rắc, quan quách lần lượt mở ra. Đế tàng cửu trùng quan, 3.000 cỗ đế thi đứng thẳng, đứng trong quan quách, lần lượt mở mắt. Dựa vào những kẻ đã chết này, cũng đòi chống lại ta hay sao? Bầu trời phát nổ hình huỳnh, chấn động không ngừng. Một đạo lôi đình lóe lên, một tia sáng rạch tan vũ trụ thiên đạo, từ thiên ngoại tới, đánh xuống đất, biến thành một thanh Tiên Thiên Thần Đao, cắm dưới đất. Cản Đô Thần Vương cười khẩy. Thiên đế quyền bính của đạo tôn, nếu được 3.000 đế thi tế lên thì uy năng như thế nào đây? Trong vũ trụ thiên đạo, vô số thiên khung bao phủ lấy vũ trụ kỳ dị này. Thương thiên, thanh thiên, lam thiên, bích thiên, xích thiên, cảnh thiên, đô thiên, dương thiên, rồi cửu thiên, phi thương thiên, vân 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 vân. 33 tầng trời, đúng là nhiều không đếm xuể. Đây chính là thiên ở trạng thái hoàn chỉnh. Thiên không có đạo thương. Thiên được gọi là cấp đạo thần. Mỗi một thiên khung đều được lưu động. Chúng đại diện cho thuộc tính, chủng loại của thiên. Thiên được chúng sinh tế tự mà thành. Suy nghĩ của chúng sinh khác nhau, nguyện vọng khác nhau, sức mạnh và thuộc tính của thiên cũng khác nhau. Lúc bình thường, thiên khó lòng thống nhất sức mạnh của hắn. Vì thực sự, chúng quá tạp loạn, khó lòng hình thành hệ thống hoàn chỉnh, khó hội tụ thành một thể thống nhất được. Nhưng khi ở trong vũ trụ thiên đạo, được hình thành từ thiên đạo của tự thân hắn ra, thì hắn có thể thống nhất hết những sức mạnh hỗn loạn kia lại. Quyền bính của đạo tôn. Trên những tầng tầng thiên khung đó hiện ra vô số con mắt, đó là những con mắt khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời, nhìn thanh Tiên Thiên Thần Đao đang cắm ở dưới đất. Tiên Thiên Thần Đao từ thiên ngoại tới, cắt qua vũ trụ thiên đạo. Vừa rồi là Trung Nhạc rút đao từ trên thần đài, ném đao ra cắt vũ trụ thiên đạo. Uy năng của thanh Tiên Thiên Thần Đao lại cường đại đến như vậy, khiến cho vũ trụ thiên đạo mà thiên luôn tự hào bị cắt đôi. Có nghĩa là thanh thần đao này cơ bản đã hồi phục uy năng của thiên đế quyền bính ở trạng thái đỉnh phong. Thiên đế chi kiếm năm xưa giờ đã là Tiên Thiên Thần Đao. Tuy hình thái thay đổi, thế nhưng vẫn khiến cho thiên có cảm giác đau đớn. Đạo thương của hắn tuy đã lành, nhưng từ vị trí vết thương đó vẫn chuyển tới những cơn nhói đau. Vết thương theo hắn 10 vạn năm dường như lại có dấu hiệu tái phát. Thanh đao này của Trung Nhạc đã có rất nhiều điểm khác với thiên đế chi kiếm năm xưa. Đế kiếm của Phục Văn Đạo Tôn uy nghi thiên hạ, kiếm phân hai lưỡi, thương người, thương mình, kiếm phân hai mặt, phản chiếu nhân tâm thiên hạ,
phản chiếu nội tâm người cầm kiếm. Còn đao của Trung Nhạc thì chiến đấu gian khổ, dùng vĩ lực vô biên quét mọi trở ngại. Đạo tâm khác nhau, trạng thái của quyền bình cũng khác nhau, đại đạo ẩn chứa bên trong cũng khác nhau. Đế kiếm của Đạo Tôn là kiếm phục thiên hạ, chấn thiên hạ. Thần đao của Trung Nhạc là đao chản thiên hạ, bình thiên hạ. Một là vương đạo, một là bá đạo. Thiên đạo bình hòa, bá đạo cương liệt. 3000 đế thi đứng sừng sững, đột nhiên cúi người bé lạy thanh thần đao. Thanh tiên thiên thần đao cắm dưới đất khẽ chấn động. Dịch đạo đang thức tỉnh, hấp thụ tế tụ chi lực từ 3000 đế thi, dung hợp đại đạo của 3000 đế thi vào trong thân đao. Đao quang sáng loáng, lập tức tràn ngập cả vũ trụ thiên đạo, chiếu tới mọi ngóc ngách, phản chiếu tử, cổ, lục đạo, luân hồi, đạo, hư, hư không giới, lục giới, không nơi nào không tới. Phục Mân đã chết rồi. Vô số thiên cung chấn động, chấn nộ, những con mắt khổng lồ kia đột nhiên biến mất. Bầu trời giống như những gương mặt, có tai, có mắt, có mồm, có mũi. Hồn tiêu phách tán rồi, những kẻ đã chết, cho dù có cường đại thế nào, cũng không thể sánh được với những người còn sống đâu. Từng mảng thiên không trùng điệp lên nhau, hàng trăm triệu vạn âm thanh trùng lập, tập trung niệm lực, chấp niệm của vô số sinh linh trong 200 vạn năm, tập trung sự ngưỡng vọng, sự tưởng tượng và sự trông chờ của chúng sinh đối với sức mạnh. Đó là năng lượng khủng bố tới mức nào đây? Luồng năng lượng đó đạt tới cực hạn mà vô số sinh linh tưởng tượng là sự tưởng tượng ở mức độ cao nhất của chúng sinh về sức mạnh, dung hợp thần thông và đại đạo của vô số những vị cường đại nhất thế gian, dung hợp thân tư của những vị đấy là một thể. Trên thiên khung hiện lên hư ảnh của 32 vị thần đế thời đại Hoa Kỳ, 73 vị thiên đế đế cấp, trí tuệ như Đại Toại, cường đại như Phục Mân, cổ xưa như Lôi Trạch, quý trọng như Hoa Tư Hậu Thổ. Sự sùng bái năng lượng, sùng bái điều chưa biết dẫn đến sự xuất hiện của tiên thiên thần như là Thiên. Càn Đô Thần Vương sắc mặt biến đổi, trong lòng thấp thỏm bất an. Sinh linh hậu thiên có sức sáng tạo kinh người hơn hẳn tiên thiên thần thánh. Tiên thiên thần thánh có hạn chế rất lớn, tạo nên sự hạn chế đại đạo tự thân, sáng tạo, yếu kém. Còn sinh linh hậu thiên thì không có hạn chế này, họ có khả năng sáng tạo và tưởng tượng vô hạn. Tiên thiên thần vương bắt giết cường giả trong số các sinh linh hậu thiên, ngoài việc để làm no cái bụng thì quan trọng hơn chính là hấp thu đại đạo và thần thông mà sinh linh hậu thiên sáng tạo. Sinh linh hậu thiên không chỉ khai sáng ra hệ thống tu luyện phức tạp hơn, đa biến hơn, vô số loại thần thông kỳ lạ, mà trong thời đại hắc ám, vì sự sùng bái với sức mạnh còn sáng tạo ra tế tự tiên thiên thần. Tế tự tiên thiên thần chỉ cần liên tục tế tự là có thể có sinh mệnh trường cửu giống như tiên thiên thần vương, thậm chí còn có thể mang sức mạnh vô biên. Và Thiên chính là kẻ mạnh nhất trong số đấy. Thiên lúc này kích hoạt hoàn toàn tế tự chiến lực của vô số sinh linh, sức mạnh của hắn đã hơn xa những thần vương sinh ra từ tiên thiên thiên đạo như Càn Đô Thần Vương. Hắn được gọi là kẻ ở tầng thứ đạo thần, thậm chí có những thần ma đã gọi hắn là đạo thần, không phải là không có lý do. Thiên ở trạng thái hoàn chỉnh, chiến lực của hắn có thể đuổi kịp tứ diện thần ở đạo giới. Nhưng vị tế tự tiên thiên thần này rõ ràng đã trạch quy luật, không còn bảo vệ chúng sinh nữa mà trở thành kẻ tội đồ, thao túng nhân tâm, thao túng cục thế thiên hạ, không thể không thừa nhận đây thật sự là sự châm biếm. Cũng may, mãi mãi sinh ra sinh linh không thể tưởng tượng được năng lượng của tối cường giả trong lịch sử. Càn Đô Thần Vương nghiến răng đẩy pháp lực của mình vào tiên thiên thần đao. Hắn là một trong những thần vương cổ xưa nhất, nắm giữ tiên thiên thiên đạo, tu vi thực lực không hề thua kém Nguyên Nha hay Phụng Thiên. Pháp lực của hắn tràn vào tiên thiên thần đao, khiến cho uy năng của thần đao tăng vọt. Cùng lúc đấy, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khác trong cây đao đang thức tỉnh, tim không khỏi khẽ run lên. Đó là năng lượng của Trung Nhạc, năng lượng dịch đạo của Trung Nhạc, dung hợp với 19 tiên thiên thiên đạo của hắn. Không chỉ như vậy, trong đao còn ẩn chứa năng lượng của 33 thiên đạo, đó là thiên đạo trong tiên thiên bắt quái. 50 thiên đạo sao? Càn Đô Thần Vương khựng người, rồi thấy vô số tầng trời dung hợp lại đè xuống phía bọn hắn. Trên trời hiện lên thân ảnh của các vị đại đế, thần vương cổ xưa, cường đại vô biên. Đứng đầu chính là hư ảnh của Đạo Tôn. Đạo Tôn! Tiếng của Thiên đinh tai nhức óc, không có bất cứ đặc trưng nào, lại giống như hàng hà sa số tiếng tập hợp lại cùng hét lớn vậy. Đạo Tôn, ta có năng lượng của ngươi, xem ngươi làm thế nào mà đánh bại ta đấy. Đột nhiên đao quang đầy trời thu lại trong thần đao. Tiên thiên thần đao bay lên trời, nhằm bầu thiên khung đang đè xuống kia mà chém một đao. Trong chiến trường, Mẫu Hoàng Đại Đế và Tà Đế đang quần thảo. Tướng Vương
thì chặn đứng bọn địa sư thần vương. Một dòng thiên hà mênh mông vây quanh hơn 20 thần vương. Tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế chiến đấu ác liệt với lôi trạch cổ thần và thần hậu đương nương. Hai vị thần vương liên tục thổ huyết. Lôi trạch cổ thần quả thực dũng mãnh, chiến lực vô địch, một mình đấu với hai người họ mà hai người họ phải thổ huyết. Còn thần hậu đương nương bên cạnh thì vô cùng nhàn nhã. Các tòa sắp trận uỳnh uỳnh chuyển động, rạch tan tầng tầng không gian, cắt bầu u không tan thành nhiều mảnh. Năng lượng thậm chí truyền cả tới hư không giới, kinh động tới thần linh, đế linh đang chìm vào trong giấc ngủ. Một trận đại chiến khác thì đã chìm vào khu luân hồi thứ 7. Hai tầng không gian trùng điệp đồng thời chấn động. Đó là hơn 80 người bọn Minh Di Đế đối kháng với Phong Hữu Trung. Lại có các thần vương như Nam Minh Thần Vương tụm lại muốn giết chết Phục Thương. Trung Nhạc vẫn tọa chấn trên thần đài, còn Thần Đế Cung, Mục Tiên Thiên và Thao Quang Thiên Sinh đứng đó nhìn từ xa. Cả hai đều không nói gì, sắc mặt khác lạnh nhạt. Đao quang kinh thiên đột nhiên từ vũ trụ thiên đạo chém tách đôi bầu tinh không hỗn loạn, gần như cắt đôi vũ trụ cổ. Tinh không xuất hiện huyết quang, từng giọt huyết quang rơi xuống tinh không rồi lập tức phình to biến thành những quả tinh cầu huyết sắc, có cái biến thành vầng thái dương chói lòa. Vù 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 vù. Vô số tấm ván quan tài đen xỉ bay lên, trên những tấm ván đấy là các cỗ đế thi, tế tiên thiên thần đao chém thiên khung đang di động trong bầu tinh không hỗn loạn. Số lượng tấm ván quan tài cực nhiều, gần như tạo thành cả vùng biển đen rộng lớn. Chư đế đứng trên đấy, tiên thiên thần đao kinh diễm truy sát theo thiên. Trên người của thiên xuất hiện một vết thương, là vết thương do tiên thiên thần đao đã để lại, vị trí giống hệt như vết thương do đạo tôn để lại, không có bất cứ sự khác biệt nào. Càn đô thần vương thì chuyển sang trợ giúp. Tiên thiên, thiên đã thua rồi. Trung Nhạc sắc mặt thản nhiên, tiếng nói từ xa vọng lại. Đồ Úc phụt máu, bị Phù Lê dẫn đại quân nghiền nát. Bên cạnh Hỗn Độn Vũ dẫn quân giết Đế Tu La. Bách Thảo Tiên Sinh thì truy sát Bệ Ngạn, thế nhưng bị Trắc Long dẫn cửu tử bao vây giết chết. Chiến cục đã định. Cho dù Phong Vô Kỵ dùng tới thiên ý đại não cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt về binh lực, không thể thay đổi được chiến cục. Thua rồi sao? Mục Tiên Thiên khẽ lắc đầu nói. Trung Sơn Thí, là mọi thủ đoạn của ngươi đã dùng rồi, chứ không phải ta thua. Ngươi không nên rời khỏi Tổ Đình. Phía sau nàng ta, thần đạo chân thân và ma đạo chân thân tiến lại. Phía sau hai chân thân chính là một vị tứ diện thần. Tứ diện thần mà nhìn từ mặt nào cũng là chính diện. Hắn đang thích thú mà quan sát chiến trường. Ngươi không rời khỏi Tổ Đình. Nếu đạo thần không hạ giới thì không ai làm gì được ngươi. Nhưng ngươi rời khỏi Tổ Đình, mọi tuyệt chiêu đã dùng, vậy thì chắc chắn ngươi đến lúc phải chết rồi. Mục Tiên Thiên cười nói. Chấm đã từng nói, chấm có thể thua vô số lần, nhưng ngươi chỉ cần thua một lần là đủ. Ồ, tiền bối. Tứ diện thần quét mắt qua chiến trường, đột nhiên cười ha hà, chỉ tay một cái. Vô số thể không tan rã, cắt chiến trường thành vô số mảnh, nhốt trăm triệu vạn thần ma trong những thế giới nhỏ. Lôi trạch của thần gầm lên phẫn nộ, tế tiên thiên quả thụ đập nát một thế giới. Nhưng rồi lại rơi vào một thế giới khác, đánh vỡ thế giới đấy, rồi lại rơi vào một thế giới khác, cứ thế tuần hoàn mãi mãi không thoát được. Thần hậu đương nương cũng vậy, tướng vương hay mẫu hoàng đại đế và toàn bộ đại quân đều rơi vào tình trạng đấy, khó lòng thoát được loại thần thông nhất niệm vạn sinh giới này. Chỉ có 3.000 đế thi truy sát thiên, không bị nhất niệm vạn sinh giới bao phủ. Hắc đế thì sao? Trung Nhạc đột nhiên nói. Hắc đế đâu rồi? Tại sao hắn không xuất hiện? Hắn đợi để hưởng quá mà hắn trông. Nếu còn không xuất hiện thì chỉ e rằng quá sẽ bị ta giết thôi. Mục Tiên Thiên cười khẩy. Trung Sơn Thí, ta sẽ không thua. Hắc đế sao có thể xuất hiện? Đúng là đáng tiếc. Vốn còn định tóm gọn một mẹ. Trung Nhạc cúi đầu, những viên linh châu trong bàn tay bay lên. Hắn ngẩng đầu lên cười. Chư vị, các người có biết không? 3.000 lục đạo giới thật ra là 3.000 món thần binh, 3.000 tòa sắt trận cũng là 3.000 nguyên thần không hoàn chỉnh. Nếu như bổ khuyết cho chúng cộng với 3.000 đế thi thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 337 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập 338 sắp tới.